Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng. Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị tỉnh Vĩnh Long đến dự lễ. Cùng dự có ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long quyết định trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho 396 đảng viên. Tại buổi lễ có 52 trên 68 đồng chí đến nhận huy hiệu từ 50 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó đồng chí Đặng Nam Tuấn, sinh năm 1928, sinh hoạt tại Đảng bộ cơ sở phường 4 thành phố Vĩnh Long, được trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Hai đồng chí được trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. 4 đồng chí được trao huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí được trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Cũng trong dịp này có 2 đồng chí đứng đầu cấp ủy, cấp huyện được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là Đại tá Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đồng chí Phạm Minh Hoàng, Bí thư Huyện ủy Bình Tân. Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị tỉnh Vĩnh Long chúc mừng các đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu cao quý của Đảng, đồng thời khẳng định các đồng chí nhận huy hiệu Đảng hôm nay là những đảng viên ưu tú, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, không chao động trước những khó khăn, thách thức, tích cực tham gia học tập và thực hiện nghiêm túc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nguyên tắc tổ chức kỷ luật Đảng, đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, nhất là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị tỉnh Vĩnh Long mong rằng thời gian tới, các đồng chí cao niên tuổi Đảng tiếp tục nêu cao tính tiên phong gương mẫu, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, tích cực vận động gia đình và nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.